Hi there, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we are going to study Unit 2, Healthy Living, Sustainable Global Success, Grade 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 2, chủ đề Healthy Living, lối sống lành mạnh, sách tiếng Anh lớp 7, Global Success. Okay, now you ready? Let's get started. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, phần Getting Started. Okay. Now, let's see some vocabulary first. Okay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm sơ qua một số từ vựng của bài học ngày hôm nay trước nha. Ở đây mình có động từ boat là động từ chèo thuyền. That's my dad and I boating at Incheon Park. Incheon Park. Đó là ba tôi và tôi cùng chèo thuyền tại công viên Incheon. Exercise, động từ tập thể dục. I also see lots of people exercising there. Tôi cũng thấy nhiều người tập thể dục ở đây. Popular, tính từ phổ biến. Yeah, it's a popular place for people in my neighborhood. Vâng, đây là một nơi phổ biến cho mọi người ở khu vực lân cận hoặc là khu vực nơi tôi ở. Outdoor activity, hoạt động ngoài trời. Be good for health. Hay là bad good for health. Be good for health tức là tốt cho sức khỏe. Bad good for health là xấu cho sức khỏe. Outdoor activities are good for our health. Hoạt động ngoài trời có lợi cho sức khỏe. Tiếp theo mình có gì? Go cycling, cưỡi xe đạp. My family often goes cycling in the countryside. Gia đình tôi thường đạp xe ở miền quê. Quiet là gì? Yên tĩnh, tính từ. It's quiet and there's a lot of fresh air. Miền quê thì yên tĩnh và có nhiều không khí trong lành. Ta có tính từ interesting, tính từ thú vị. It sounds interesting, nghe có vẻ thú vị. Lunch box là gì? Hộp đựng đồ ăn trưa. We also bring food, water and a lunch box with us. Chúng tôi cũng mang theo trái cây, nước và hộp và một hộp đựng đồ ăn trưa. Sun cream là gì? Kem chống nắng. Bring along a hat and sun cream là hãy mang một cái nón và kem chống nắng nhé. Sunburn là cháy nắng, sạm nắng. Get sunburn là bị cháy nắng. It's really hot and sunny at noon, so you might get sunburn. Trời thật sự nóng và nắng vào ban trưa, vì vậy bạn có thể là bị cháy nắng. Alright, ta có động từ run là chạy bộ. Activities like running and cycling are good for health. Những hoạt động như là chạy bộ, như là cưỡi xe đạp thì tốt cho sức khỏe. Okay, good work. Let's go out. 1. Listen and read. Let's go out. Let's go out có nghĩa là gì? Nào đi ra ngoài thôi. À, cùng nhau đi ra ngoài. Okay. Now, the first one, listen and read. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, phần nghe và đọc. Now look at this picture. What are they doing? They are boating, right? In the river, okay? Họ đang chèo thuyền, đúng không? Họ đang chèo thuyền. And other some people do exercising, okay? Những người khác thì đang tập thể dục. Alright, good work. Now, let's listen the dialogue together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe cái đoạn hội thoại này trước nha. Track 8. Unit 2. Healthy Living. Page 18. Getting started. Let's go out. Activity 1. Listen and read. This is a nice picture, Mark. That's my dad and I boating at Yenso Park. I also see a lot of people exercising there. Yes, it's a popular place for people in my neighborhood. Outdoor activities are good for our health. My family often goes cycling in the countryside. It's quiet and there's a lot of fresh air. It sounds interesting. Yes, it's lots of fun. We also bring fruit, water and a lunchbox with us. I'd love to join you next time. Sure, bring along a hat and sun cream. Why sun cream?
It's really hot and sunny at noon, so you might get sunburn. I see. Okay, now let's translate together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch cái bài này nhé. Đây là cuộc hội thoại giữa bạn Mi và bạn Mark. Alright, Mi, this is a nice picture, Mark. Đây là một bức tranh đẹp đó, Mark. Alright, Mark, that's my dad and I boating at Yinser Park. Đó là bố của tôi và tôi đang chèo thuyền ở công viên Yinser. Công viên Yinser. Me, I also see a lot of people exercising there. Và mình cũng thấy có nhiều người đang tập thể dục ở đó. Mike, yes, it's a popular place for people in my neighborhood. Đúng vậy, đó là nơi phổ biến cho mọi người ở cái khu tôi ở. Ok, đó là một địa điểm nổi tiếng đối với mọi người trong khu phố của mình. Alright, me, outdoor activities are good for our health. My family often go cycling in the countryside. It's quiet and there's a lot of fresh air. Những hoạt động ngoài trời thì tốt cho sức khỏe của chúng ta. Gia đình của mình thì thường cưỡi xe đạp ở miền quê. Nó yên bình, nó yên tĩnh và có nhiều không khí trong lành. Mike, it sounds interesting. Nó nghe có vẻ thú vị. Me, yes, it's lots of fun. We also bring food, water and a lunch box with us. Okay. Đúng vậy, nó có nhiều niềm vui. Chúng mình cũng mang theo trái cây, nước uống và một hộp đồ ăn trưa. Okay. Mike, I could love to join you next time. Okay. Mình muốn được tham gia vào cùng bạn vào lần tiếp theo. Me, sure. Being sure, bring along a hat and sun cream. Chắc chắn rồi, hãy nhớ mang theo mũ và kem chống nắng nhé. Mike, why sun cream? Tại sao lại là kem chống nắng? Me, it's really hot and sunny at noon, so you might get burned. Okay, trời thật sự nắng và nóng vào ban trưa, vì thế bạn có thể là bị cháy nắng. Mike, I see, tức là, mình hiểu rồi. Okay, good work. Now let's move on. 2. What are Mark and me talking about? Now activity 2. What are Mark and me talking about? Mark và bạn Mi đang nói về cái gì? A. Health problems. Những vấn đề về sức khỏe. B. Healthy activities. Những hoạt động lành mạnh. C. Sport and games. Thể thao và trò chơi. So which one? Healthy activities. Now let's see. Trong bài bạn Mi có nói gì? Outdoor activities are good for our health. Những hoạt động ngoài trời thì tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ok, như vậy nội dung của bài này nói về gì? Healthy activity, những hoạt động lành mạnh. Alright, good work. Now let's move on. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần tiếp theo nhé. 3. Write a word or phrase from the box under its picture. Activity 3. Write a word or phrase from the box under its picture. Trong phần hoạt động số 3, chúng ta sẽ viết một từ hoặc một cụm từ trong khung dưới mỗi bức tranh nha. Ở đây chúng ta sẽ có những từ như là boating, là chèo thuyền, sun cream, là gì? Kem chống nắng, lunch box, là hộp cơm, trưa, sunburn, là gì? Cháy nắng, cycling, là cưỡi xe đạp. Ok, now, look at first picture, picture number one. What does it mean? Sunburn. Sunburn. Bức tranh đầu tiên đó là gì? Sunburn. Là bị cháy nắng. Ok. Picture number 2. What is? Sun cream. Kem chống nắng. Picture number 3. Lunch bar. Hộp cơm trưa. Picture number 4. Boating. Ok. Chèo thuyền. Picture number 5. Cycling. Cưỡi xe đạp. Easy, right? Now let's move on. 4. Complete each sentence with a word from the conversation. Activity 4. Complete each sentence with a word from the conversation. Trong phần hoạt động số 4, chúng ta sẽ hoàn tất mỗi câu sau với một từ trong phần
hội thoại, ok, với một từ trong phần hội thoại đó là gì? Boating park, với một từ trong phần hội thoại, ok. Number one in the picture, Mark and his father are boating. Chúng ta nhìn vào bức tranh thì chúng ta thấy là Mark và cậu, ba của cậu ấy đang chèo thuyền, are boating, ok. Number two, the people in Mark's neighborhood love to go to the park, ok. Mọi người trong khu phố Mark ở thì thích đi đến công viên, ok. Number three, Mark's family often go cycling in the countryside, ok. Mark's family often goes cycling in the countryside. Gia đình của My thường cưỡi xe đạp ở miền quê, ok. Number four, I don't wanna get sunburned. Tôi không muốn bị cháy nắng. Wear a hat and use sun cream. I don't wanna get sunburned. Tôi không muốn bị cháy nắng. Wear a hat and use sun cream. Mang mũ, đội mũ và sử dụng kem chống nắng. Activity 5. Activity like running and cycling are good for our health. Okay? Activities like running and cycling are good for our health. Okay? Các hoạt động như là chạy bộ, như là cưỡi xe đạp thì tốt cho sức khỏe. Okay, very good guy. Now let's move on. 5. Good, bad for health. Activity 5. Game. Good or bad for health. Ở trong phần hoạt động số 5, cái gì thì tốt cho sức khỏe? Những hoạt động nào thì có hại cho sức khỏe? Ok. Work in crafts. Each student names two daily activities the class decides whether its activity is good or bad for health. Give a reason if possible. Ok. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Mỗi bạn học sinh sẽ đưa ra hai cái hoạt động hàng ngày và cả lớp sẽ quyết định liệu xem là cái hoạt động đó thì là tốt cho sức khỏe hay là có hại cho sức khỏe. Chúng ta hãy đưa ra lý do nếu có thể. Ok, example, ví dụ bạn A sẽ nói I walk to school. Mình đi bộ đến trường. Bạn B, I think it's good for your health. Mình nghĩ nó tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn A, I rarely eat breakfast. Mình hiếm khi ăn sáng. Bạn C sẽ nói sao? It's not good. Breakfast is very important. It gives us energy for the day. Bởi vì nó cho chúng ta năng lượng trong một ngày. Ok. Nó không tốt. Bởi vì bữa sáng thì rất là quan trọng. Nó cho chúng ta năng lượng cho một ngày. Ok. Nó cung cấp năng lượng cho chúng ta. Ok. Good work. For example, ví dụ. Here's example. Ví dụ. I usually stay up late to do homework. Tôi thường thức khuya để làm bài tập về nhà. So is it good or is it bad? Bad. Ok. I think it's bad for your health. Tôi nghĩ nó có hại cho sức khỏe của bạn. Ok. I and my brother go jogging every morning. Tôi và anh trai của tôi chạy bộ mỗi sáng. Is it good or is it bad? Good. That's a good activity. It makes you stronger and healthier. Đó là một hoạt động tốt. Nó khiến cho bạn khỏe mạnh hơn. Ok. Now, the next one. I usually sleep at least 7 hours a night. Tôi thường ngủ ít nhất là 7 tiếng mỗi đêm. So is it good? Or bad. Good. Okay, I think it's good for your health. It will give you enough energy for the next day. Tôi nghĩ nó thì tốt cho sức khỏe của bạn. Nó cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho một ngày tiếp theo. I like eating fast food. Tôi thích ăn những cái đồ ăn nhanh. Is it good or bad? It's not good. It's unhealthy because it has a lot of cooking oil, sugar and salt in it. Ok, nó không tốt, nó không có lành mạnh bởi vì nó có nhiều dầu, nó có nhiều đường và muối.
Ok, các bạn có thể làm tương tự. Ok. Ok, so now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Goodbye. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc phần đầu tiên Getting Started của Unit 2 tại đây nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye and see ya.